đôi chim uyên ương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của câu chuyện tình yêu với Gió Bụi và Thanh Trúc. À, em ơi, bây giờ đến phần gì nhỉ? Hôm nay là sẽ là phần game show của chúng ta với khách mời. Ừ. Thì sẽ game thứ nhất là chúng ta sẽ, Thanh Trúc sẽ nói ra những cái câu trong cái bài hát và khách mời phải đoán được tên của cái bài hát đó là gì. Khi mà đoán đúng được cái tên của bài hát đó thì người khách mời phải hát lại cái đoạn đó bằng tiếng hát của mình. Tại vì là ca sĩ mà đúng không? Lý Hữu Đạt hôm nay là ca sĩ cho nên chúng ta có trò chơi với ca sĩ thôi. Bây giờ không cần biết Lý Hữu Đạt có sẵn sàng hay không, nhưng Gió Bụi biết quý vị sẵn sàng và Thanh Trúc sẵn sàng. Gió Bụi thấy chắc cũng sẵn sàng. Thôi mình chơi luôn đi. Ok, bây giờ chị sẽ đọc tên của bài đọc cái câu cho bài hát nhé. Sau khi đọc cái câu hát đó ra xong là em chỉ có 3 giây suy nghĩ thôi đó nha em. Rồi, em chuẩn bị chưa? Ok, em không chuẩn bị cũng được. Câu hỏi thứ nhất. Hỏi đá xem treo bao nhiêu tuổi rồi? Lại đá. Đúng rồi, em hãy hát lại cái bài đó đi. Hỏi đá xanh reo bao nhiêu tuổi đời? Mà dễ quá hả? Thôi, câu thứ nhất là lúc nào cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng vậy thôi. Tiếp theo. Câu số 2 này. Em là ai sau đêm định mệnh? Ta nào biết em ở đâu? Đêm định mệnh. Đúng rồi, đêm định mệnh. Giỏi, em hãy hát lại câu đó đi. Em là ai sau đêm định mệnh, ta nào biết em từ đâu. Ok, vậy thì câu hỏi tiếp theo này, không biết là Lý Đạt có em phải hỏi biết mấy cái không? Khó khó vào. Đấy, em đang hỏi mấy cái khó khó đây. Ok, câu tiếp theo nhé. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả. Nó cười kìa, nó cười kìa. Sao hết thời gian em? Nó cười kìa. Hết thời gian. Không biết là thì bài mày đặt nói không biết lại bài... còn để cho người ta đếm. Ngày mai em đi của tác giả là Thái Thịt. Ủa? Sao cái câu đó gì nó kỳ vậy? Không còn em nữa, không cho ai là tất cả. Thôi trễ rồi em, đừng hát theo. Trễ rồi em, bỏ. Ok, câu tiếp theo nè. Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế? Bắt đầu tính giờ. Trời ơi, cái này nó dễ lắm luôn. Có cơn mưa. Hình như là hết giờ đấy. Em... bài đó là Tình Yêu Tôi Hát của nhạc sĩ Việt Anh. Anh nói chuyện là lấy bài tủ của anh chị chơi không phải không? Ok. Anh không biết, hôm qua anh chuẩn bị câu trả lời câu hỏi dễ cho em lắm, nhưng mà tự nhiên sáng nay cả chị Trúc chị đổi lại anh không biết đâu. Đương nhiên rồi. Bây giờ câu bây giờ mình tiếp cái phần đó hay là mình sang chơi sang game thứ hai? Mình sang chơi thứ hai đi. Cho nó đổi không khí chút đi, đổi cho nó dễ 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 chút xíu. Tại vì thấy các bạn ngồi co rúm rồi đó, nó ngồi co rúm nãy giờ thành rồi. Miếng rồi. Cho nên là ngồi thành miếng rồi. Bây giờ Trúc cũng sẽ đọc một câu hỏi thật nhanh và Lý Đạt cũng sẽ phải trả lời thật nhanh trong vòng 3 giây. Nếu như Lý Đạt không trả lời được, tụi mình sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Game hồi nãy thua rồi, để cho game này gỡ xem thế game, nào. Game hồi nãy là cũng thắng, vừa thắng vừa thua đấy. Vừa thắng vừa thua đấy. Không gỡ được thì tí nữa em sẽ biết. Bắt không, đầu đi em. Không gỡ được thì em rối thôi. Ok. Câu thứ nhất. Kể tên 3 bài hát mà em nghĩ là sẽ tán gái thành công nhất. Vì còn đôi môi, Nắm Lấy Tay Anh, Anh Cho Em Tình Yêu. Trời ơi, chắc là tán gái nhiều lần với cái bài hát này rồi, cho nên là nó quen thuộc quá mà. Ghê quá, ghê quá. Ok, câu hỏi thứ hai nhé. Nụ hôn gần đây nhất của em là khi nào và ở đâu? Tháng 1 ở ở nhà. Ôi trời, tháng 1 ở nhà. Tháng 1 ở nhà. Trời ơi, ở nhà, nhà luôn. Ơi. Cái dòng mà trả lời nhanh đó lộ ra hết luôn quý vị các bạn ạ, bởi nó Thanh Trúc rất là thích. Ok, câu hỏi tiếp theo nè. 3 điều em không thích về bản thân mình là gì? Nhanh nhá. Chiều cao. Hết giờ. Chắc khổ là chỉ có mỗi chiều cao thôi. Chỉ có mỗi chiều cao là Lý Hữu Đạt không có cảm thấy thoải mái về bản thân mình đâu. Còn tất cả mọi việc khác là đều được hết. Trời ơi, câu hỏi này mà hỏi em là em nói được 4 điều luôn. Trời ơi vậy. Rồi, câu hỏi tiếp theo này cũng dễ lắm. Tên gọi ở nhà mà em thường gọi là gì? Đạt. Ok. Nhạc sĩ nào? Tên gọi ở nhà cũng là Đạt. Ok, câu tiếp theo nhá. Nhạc sĩ nào mà em thích nhất? Thiên Vương. Thiên Vương, rồi. Ok, câu hỏi cuối cùng nhá. Kể 4 điều về Gió Bụi mà em thích nhất. Ôi trời, cái này khó nè. Mập, vui tính và rất là nice.
Oh, dễ thương quá. Nó dám, nó dám đếm mập vào trong những điều nó thích ở em. Lần sau chị sẽ bỏ tên là Thanh Trúc. Thôi để em kể luôn những bốn điều chị Trúc em thích chị Trúc nha. Được. Dĩ nhiên rất là dễ thương nè. Dễ thương giống quá đụng hàng rồi. Nói chuyện rất là nice nè. Thương em út nè. Cái dáng rất là đẹp nè. Cái giọng hát cũng rất là em. Nó đang đánh lạc hướng. Hồi nãy nó chơi có câu trả lời được, có câu không trả lời được. Bây giờ mình phải phạt nó chứ không phải ngồi nghe nó tán mà không biết. Đương mang nhiên, đồ ra đây. Phạt thì vẫn phạt. Mang nói chung là chị cũng thương em lắm. Cho nên chị chỉ phạt em mỗi có một lần thôi, tại vì em cũng vừa nói đúng. Nói chung là vừa có công vừa có tội, vừa trả lời giỏi nhưng mà lại cũng vừa chắc không là em trả lời gì, được. Em cũng biết được cái này là cái gì rồi đúng không? Trời ơi. Anh không biết là em có biết không, nhưng anh phải giới thiệu lại với khán giả. Đây là một hộp kẹo, trong đó có một nửa kẹo ngon. Một nửa còn lại là kẹo có mùi vớ chân, mùi ói, mùi sữa thiêu, mùi cá chết. Bây giờ ấy, tùy theo số phận của em Lý Hữu Đạt. Em không được nhìn nhé, bốc em nhìn qua bên kia. Em lại lấy tay. Em lấy tay. Mong là kẹo thúi. Đồ ngon nha. Rồi, cái màu gì vậy? Màu gì vậy? Cho coi màu gì được không? Màu. Cái màu đó hình như từ từ để chị coi nào. Cái màu đó cũng hơi xui xui. Cái màu trông có vẻ xui đấy. Nhưng mà màu đó, màu quý vị đó cùng cầu nguyện cho Lý Hữu Đạt nha. Mời em. Rồi bộ. Nào nhai nào. Nếu nhai, mà nhai. Em có thể lấy cái đó để nhai. Che mặt nếu như em cảm thấy mặt hơi sượng sượng, nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Không, có vẻ may mắn nè. Này ngon. Trời ơi, chán vậy. Em không bóng thay đúng rồi. Em, ác quá em. Thôi được rồi, người ta đã chịu phạt rồi. Hay mà người không. Ta may mắn. Chị rất là thương em Út, thấy không? Chị mà đưa là lúc nào em cũng may mắn cả. Phải rồi. Hơn là gió bụi. Anh mà đưa là ăn toàn mùi cá chết với là cá thú không? Lý Hữu Đạt hôm nay đã xuất sắc vượt qua được chắc là nhiều câu hỏi. Rất nhiều câu hỏi. Nhưng mà đa số là cũng không trúng được câu nào lắm. Thế thôi, thì bây giờ ấy, Lý Hữu Đạt đã hoàn thành được cái phần game một cách cũng khá xuất sắc. Nghe nói là hôm nay Lý Hữu Đạt có mang tới đây một bài hát để tặng quý vị. Thì không biết là em sẽ hát tặng quý vị bài hát gì? Em hát tặng cho tất cả quý vị xem đài một bài hát đúng với tâm trạng của em lúc này luôn. Với tên gọi là Đừng Đi. Đừng Đi. Đừng Đi. Wow. Ủa ai đừng đi là đúng tâm trạng của em là sao vậy? Đang kéo anh hay sao ấy, làm sao? Trời ơi, hết hồn. Trời ơi, thôi anh đi luôn đi, anh đi xa quá. Tôi cảm thấy hai người nghi ngờ quá à. Một sáng tác tên là Đừng Đi là sáng tác của ai em? Cũng Hồng Thuận đó. Nguyễn Hồng Thuận. Vâng, vậy thì mời quý vị cùng với Gió Bụi Thanh Trúc lắng nghe tiếng hát của Lý Hữu Đạt với ca khúc mang tên là Đừng Đi của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Xin mời quý vị. Dẫu ngày mai sau sẽ về nơi đâu.
sớm mai muộn sâu. Nếu có thể hãy ở lại đây, đừng đi. Mai còn không từng nỗi nhớ khiến nước mắt em rơi. Mai còn không từng hờn dỗi vu vơ trên khóe môi. Ngày mai có còn là của nhau hay gặp lại nhau, chỉ là những người đi qua đời nhau, yêu thương mau xa nhau vội vã. Mai còn không lời yêu giữa những nỗi nhớ mênh mông. Mai còn không tình yêu bao lâu ta luôn ngóng trông. Giờ xa đó là mình sẽ quên nhau đi thật hay, chỉ là mình nhận ra ta cần nhau và còn yêu nhau quá thiết tha. Nếu có thể hãy ở lại đây, dẫu sẽ chết trong vòng tay, hãy một lần sống hung với trái tim mình đi. Cứ bước tiếp đi chẳng nghi ngại gì. Nếu có thể cứ bất chấp hết bao khổ đau, cố gắng giữ lấy nhau đừng buông tay. Dẫu ngày mai sau sẽ về nơi đâu, không quan tâm sớm mai muộn sâu. Nếu có thể hãy ở lại đây, đừng đi. Nếu có thể hãy ở lại đây, dẫu sẽ chết trong vòng tay, hãy một lần sống đúng với trái tim mình đi. Cứ bước tiếp đi chẳng nghi ngại gì. Nếu có thể cứ bất chấp hết bao khổ đau, cố gắng giữ lấy nhau đừng buông tay. Dẫu ngày mai sau sẽ về nơi đâu, không quan tâm sớm mai muộn sâu. Hay quá, rất là một bài rất là dễ thương và sâu lắng. Hy vọng là khi mà Lý Đạt lên đây và khi khán giả xem và thích giọng hát cũng như là tính cách của Lý Đạt thì hãy đừng ngần ngại và gửi về cho chương trình những lá thư. Vâng, và hồi nãy là phạt thì cũng phạt rồi. Thì đương nhiên là anh cũng phải trao thằng quà cho mình chỉ cho thích phạt thôi, mình chỉ thích phạt thôi, mình không thích trao quà. Nhưng mà bây giờ nhà tài trợ đã gửi cho gửi gắm cho đó một cái trách đúng nhiệm rồi. Là mình phải tặng quà cho ca sĩ được tới chương trình, cho nên là bây giờ nhớ cười nha, nhớ cười lên nha. Bây giờ Gió Bụi sẽ trao phần quà là Đông Trùng Hạ Thảo của Coganic cho em Lý Đạt. Và hơn nữa, chưa đâu, đó là của Coganic thôi. Còn bây giờ là của Gió Bụi và Thanh Trúc. Đây là một chiếc cúp xinh xắn để gửi tới em để cho em mang về để trong xe. Nhớ tới anh chị. Cúp giống như màu áo của em hôm nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không? Thảo là giống em Đạt. Màu áo. Nhờ màu cái này bỏ túi nha. Nhờ màu áo của em mà chị em mới may mắn đấy. Rồi. Vâng, và cảm ơn rất là nhiều vì sự có mặt của Gió Bụi. Cũng rất là muốn ngồi nói chuyện thêm nhưng mà thời gian không cho phép. Vâng, và câu chuyện tình yêu được tài trợ bởi công ty Coconic và Lexor, công ty chuyên cung cấp Đông Trùng Hạ Thảo và thuốc Focodon đảm bảo chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và không gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra còn ủng hộ điều trị trong quá trình ung thư và xạ trị. Vâng, và về Lexor, Lexor chuyên cung cấp các ghế pedicure là một biểu tượng của sự thành công trong ngành nail nước Mỹ. Và vâng, thì rất hy vọng là sẽ được gặp lại quý vị trong câu chuyện tình yêu số tiếp theo cùng với Gió Bụi và Thanh Trúc cũng như là các ca sĩ khách mời. Đúng rồi, và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn muốn lên đây chia sẻ những câu chuyện của chính bản thân mình và những nhà bảo trợ, những nhà bảo trợ muốn tài trợ cho chương trình cũng như là muốn được quảng cáo thì cứ liên lạc với Gió Bụi và Thanh Trúc. Thì quý vị muốn đăng ký chương trình hay là quý vị muốn
bảo trợ cho chương trình của chúng em thì cũng đều liên lạc thông qua cái số điện thoại đó cả. Và bây giờ lời cuối cùng thì Lý Hữu Đạt, Thanh Trúc và Gió Bụi xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị sau. Bye bye, bye, bye.